một bài vè cho anh Steel nhá. Một bài vè nhá, cho anh Steel nhá. Hôm nay đến với live show là của anh ấy là Steel lẹt nè. Chúc Web TFT một ngày vui vẻ, tinh thần sức khỏe là một ngày vui vẻ. Chúc anh luôn sống yên bình, được nhiều đô nét và thật linh đình với chúng em. Ok nhá. Chưa kết đi. Kết à? Anh Sở Tiêu có đẹp trai không? Có đẹp trai là có đẹp trai. Anh Sở Tiêu có uy tín không? Có uy tín là có uy tín. Anh Sở Tiêu có phong độ không? Có phong độ là có phong độ. Yes. Anh check điểm anh Sở Tiêu. Check điểm anh Sở Tiêu lại rồi. Vòng loại Việt Nam lần 3 đã kết thúc. Tưởng chừng nó sẽ khá trầm khi mà những tên tuổi của Việt Nam đều đã có mặt ở vòng trong nhờ những giải đấu cộng đồng hoặc điểm ladder snapshot. Nhưng có lẽ ở một đất nước mà ra ngõ gặp anh hùng, vào giải gặp quỷ thì sức hấp dẫn vẫn không hề bị suy giảm. Không tin à? Vậy thì mời các bạn cùng tôi, bình luận viên Ghiền sẽ trèo lái tấm vé chuyến xe nhìn lại highlight vòng loại Việt Nam lần 3. Hoàng đế Ozia đang thực sự trỗi dậy cùng binh đoàn bướm rừng. Syndra được búp sức mạnh, vốn đã bá chủ trước đó đã khiến đội hình này có lượng sát thương đầu ra quá khủng khiếp. On thì thanh châu, xét hủy diệt đấu trường, bướm rừng tích số ngày một đông, Ozia chỉ cần một kẻ để quét sạch đám pháp sư thống nhất thiên hạ. Mặc dù chơi chung và hơn hẳn một Yone 3 sao, nhưng 6 hắc ám trong tay của Rocky Bùi lại tỏ ra kém hiệu quả hơn Yone 2 sao trong bài đấu của A Long Time. Đội hình phía bên kia cho tử thần kẹp với đấu sĩ có lẽ đã tạo ra một ngưỡng máu kết liễu quá cao, khiến những mũi tấn công của 6 hắc ám không thể đạt được ý đồ clear nhanh. Trong khi đó, sát thương đến từ Yone 2 được phụ đam bởi Silas và Kane cũng đủ để clear nhà của Rocky Bùi. Tử thần thiên cung, tử thần đấu sĩ, tử thần hắc ám, anh em đã biết phải chọn gì rồi đấy. Sở hữu trong tay 6 đấu sĩ với Silas cầm bùa thăng hoa, Minh Beso tự tin đủ thời gian câu kéo cho vị tướng này hóa thần. Phụ đam cho bài đấu tanh châu này là Irelia 2 sao với những nhát dao chí mạng. Đối thủ không phải một bài đấu dồn đam, combat đã diễn ra khá một chiều khi mà Silas thậm chí còn chẳng phải dùng đến trang bị thần thoại. Đánh như tử đối thủ, Minh Beso cốt play Z, khinh thường kẻ yếu. Nổ hũ với cây thần tài và sở hữu 3 ấn long vương, người chơi DA với ngưỡng máu một mạng chẳng hề nao núng trước đám 3 sao được dát vàng của đối thủ. Amumu và Illaoi là những tấm lá chắn kiên cường, nhưng chúng cũng không thể chịu nổi sức sốc sát thương của cặp đôi Mo Lilia. Mỗi khi Long Vương tới chơi là một lần báo hiệu án tử của đối thủ. Sát thương chuẩn cộng thêm lượng tốc độ đánh được búp thêm cho cả đội, nâng tầm sức mạnh với sự vượt trội. Top 1 không thể tuột khỏi tay của DA. Sẽ là một khởi đầu trong mơ với Lilia 3 sao và top 1 ván đấu đầu tiên của ngày thi đấu chung kết. Thời điểm đó, bất cứ ai cũng nghĩ tới những viễn cảnh đẹp nhất cộng 8 điểm cho người thầy già. Nhưng trong đấu trường vô lý, điều viển vông nhất vẫn luôn tồn tại. Tính toán được rằng, chiếc lõi phiêu lưu vẫy gọi với Winchick từ đầu game, mỗi đợt sóng lửa của kêu không hề nhẹ một chút nào cả, nó hoàn toàn có thể quét sạch những vật cản chắn đường. Steelnet nhanh trí để Lilia đứng xa thiên thần quạt trả nhất có thể. Một góc đứng có thể coi là đẹp khi những hạt unlock thậm chí có thể clear sạch hàng sau của đối phương. Steelnet cùng những học trò của mình trên kênh chat tự tin cho một chiến thắng. Và đúng như dự đoán, Lilia chỉ cần 2 cầu là clear sạch 2/3 đội hình của đối thủ. Nhưng cũng chính vì thế mà mải mê tìm kiếm mục tiêu chạy lên vào đúng tầm ngắm của kêu. Sóng lửa tuôn trào khiến con nai chỉ còn là đám tro tàn. Rakan vẫn còn sống để sau đó kết liễu nốt Morgana, đẩy Steelnet dừng lại ở vị trí top 3. Trước sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của tất cả, vòng loại Việt Nam đã vậy thì vòng loại khu vực còn bùng nổ thế nào nữa? 21 tuyển thủ vượt qua vòng loại Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình vào cuối tuần này. Vậy nên đừng quên đăng ký và bật nút chuông thông báo trên hệ thống kênh của chúng tôi. Một lần nữa, tôi là bình luận viên Ghiền. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.